chuyển yếu không anh em biết được phải đầu tiên biết được phải đấy cái là đầu tiên đúng không đúng không xem sử dụng phím ạ đấy nó sáng đâu là đầu bài thi đấy.五米就是一百个点。这里有显示的。这里有显示的。嗯，没啥呀。OK 哦。OK，OK 了。嗯。三黑了吗？就说它一个 IC， 它一个点代表是一个 IC， 一个 IC 里面控制。kết thúc vòng chuột nào? Cái kết thúc đúng không? Anh cái chuột phải, sau đó nó phần finish. Finish à? Vâng. À, ok. Xong lưu lại không? Lưu lại vào. Số 10. 10 không? Nếu sử dụng phần máy magic thì anh phải thêm một cái loại khác nữa. Không, đấy, không phải máy ạ. Máy import trong phần MDX là MPX. MPX à. Ok. Để nguyên đúng không? Tắt này. Tắt sao này. Đâu rồi? Ừ, đây. Nốt này. Ok luôn. Ok. Đó. Chạy hướng trên đây, effect đúng không? Chuyển bộ phang. Chú ý. Đây. Đây. Bộ phang đây. Đây. Còn lấy từ trong đây ra thì vào này. Lấy cái ô sắt này. Ừ. Lấy cái có sắt. Nhung thang cái nào sang xe nhiều này cơ cái mô dạ phát này ừ tâm OK， 这种适合屏幕的吧？扔带一看效果不好。我的应该懂。那个呢，应该把它弄好，没得给满屏后，那显示屏。你好，你让它弄头哦。Đây gọi là chỉ đang để thử thôi chứ không phải là đấy. Đâu rồi? Nhập rồi.Không nhận cái tốt rồi hiệu quả không tốt đấy, vì cái này có thể là nhỏ hình ảnh, hình ảnh. Thực làm vũ đài thì thích hợp dùng thì là dùng tôi phát cho anh những anh bảo là em dùng những sự kiện đấy thì phù hợp với cái mà em vừa gửi cho anh. Tôi phát cho anh thì nên là sẽ bị hợp dùng nhất.因为这些东西就比较适合做舞台那种、那种平面的。其实我这里很多的，后面这里还有很多的。
Ok. Đây là lấy hiệu ứng ở ngoài ở trong này. Cái này thì cái này không chọn. Phần này là phải chọn hay là phải áp vào thêm? Cái này, cái này, cái này, cái tiếng Anh nó có rất là ít nên là anh phải tự thêm vào. Ừ. Cái này từ đây vào đúng không? Vào. Có nghĩa là phải làm. Tôi thường dùng cái bản Trung Quốc, nó cài rất là nhiều rồi đấy, còn nữa các bạn tiếng Anh thì nó hạn chế hơn. Ta chỉ yêu chứ là mà bà đã trả ra gì thế thì anh phải tự thêm. Ừ. Thì nếu bà này được sang đi đi vào trang rồi bà cái sang đi. Thế anh có thể xóa bớt đi rồi. Dạ, tôi想 dùng cái hồng sắc. Trả cái hồng sắc ra chứ. Trả. Ok. Cái điều cho bảo chuẩn.